Các bạn thanh niên mà muốn tìm mẫu người yêu lý tưởng thì địa điểm này có thể là một gợi ý: đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì là những người yêu sách, ham đọc sách và thường xuyên đến đây thì có rất nhiều khả năng sẽ là những người hấp dẫn về mặt tri thức. Nói vui thế thôi, để nói về câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay, đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định được vị trí của mình khi vừa mới đạt doanh thu kỷ lục kể từ khi thành lập cho đến nay. Cụ thể thì doanh thu nửa đầu năm nay của đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 32 tỷ đồng, tăng 56% so với năm ngoái và cao hơn cả cùng kỳ các năm trước đại dịch Covid-19. Đấy là chưa kể khoảng gần 5 tỷ doanh thu bán sách online của các nhà sách ở đây. Trước đó là bán sách, thì sau này mình có thêm các quà lưu niệm, vật phẩm, đồ chơi thì nó có doanh thu có tăng lên. Tăng mỗi năm mỗi chút á, nhưng mà đặc biệt là sau dịch thì nó tăng rất là rõ rệt, khoảng 30-40%. Ngoài kinh doanh thì đường sách còn là điểm du lịch, điểm đến của nhiều bạn trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa liên quan đến sách và xuất bản. Doanh thu đường sách tăng, ngoài ý nghĩa tích cực về kinh tế thì rõ ràng còn mang đến niềm vui lớn hơn nhiều. Đấy là chứng tỏ sự phát triển về văn hóa đọc trong xã hội hiện nay.